thưa các bạn đang theo dõi chương trình tài chính và kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2021 tiếp theo cái chủ đề hôm trước liên quan đến sự kiện các nghệ sĩ đã quảng bá cho các cái đồng coi mà thậm chí là những đồng coi rác có yếu tố lừa đảo thì chúng tôi nhận được rất nhiều các cái yêu cầu phỏng vấn từ phía đài truyền hình và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp tục chia sẻ nội dung này à, trước tiên thì tôi sẽ xin cập nhật cho các bạn giá của một số đồng uh, coin chính uh, bitcoin sau uh, sự kiện buổi sáng hôm nay uh, Elon Musk uh, đã trả lời một uh, bài tweet uh, um, có một cái câu hỏi, một cái 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 lời khẳng định rằng là là dân chơi bitcoin sẽ gặp vấn đề rất là lớn khi mà tesla sẽ bán toàn bộ cái lượng bitcoin của mình và elon musk chỉ trả lời trên cái cái câu hỏi đó, cái câu khẳng định đó chỉ có một từ duy nhất thôi à, ông viết là indeed, indeed, sự có nghĩa rằng là à, chắc chắn rồi, Đấy, nó gần như một cái khâu, khâu khẳng định rằng là tesla đã bán toàn bộ cái lượng uh, bitcoin của mình và ngay lập tức Giá của Bitcoin sụt xuống khoảng độ 8% trong vòng 24 giờ qua và trong vòng 7 ngày qua thì sụt giảm là 23%, một cái con số phần trăm rất là lớn và hiện tại trên tay tôi cái giá cập nhật đang dao động quanh con số 45.000 đô một bit. Các loại đồng coin khác cũng cho thấy đỏ lửa, tất cả trong ngày đều giảm cái mức là tối thiểu cũng phải 5%, 5% là mức rất là thấp còn thông thường trên 10%. Đấy. À, và đến chiều thì Elon Musk lại uh, uh, tweet một lần nữa và ông nói rằng là không hẳn là là Tesla đã bán toàn bộ cái lượng Bitcoin của mình và và đấy là lý do khiến cho Bitcoin uh, giữ được cái mức quanh con số 45.000 còn nếu không thì có thể nó sẽ cho thấy sụt con số sụt giảm lớn hơn nhiều trong vòng 24 giờ vừa qua. Uh, tại sao có thông tin này bởi Tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng một điều nữa rằng khẳng định một cách rất rõ ràng là các cái sản phẩm tài chính và đặc biệt là sản phẩm tài chính công nghệ dạng đồng tiền mã hóa, à, tiếng anh là cryptocurrency là những sản phẩm tài chính cực kỳ rủi ro. Mà khi à, những người truyền thông về nó à, mà không có cái sự hiểu biết mà chỉ truyền thông một chiều, chỉ truyền thông một chiều có nghĩa rằng là chỉ nói về lợi tức của nó thay vì nói về rủi ro thì À, chúng ta thấy đấy là một cái hành vi à, nói không đúng sự thật mà nói không đúng sự thật là hành vi gian lận về tài chính còn nếu như họ trục lợi mà tiếp tay cho yếu tố lừa đảo thì có có cái dấu hiệu về lừa đảo à, và phần tiếp theo của tôi thì tôi sẽ xin chia sẻ với mọi người cái bản à, bài phỏng vấn của đài truyền hình à, hai cái bài phỏng vấn à, cụ thể liên quan đến cái nội dung này và cái bài phỏng vấn này thì được đài truyền hình cắt ra những cái đoạn rất là ngắn thôi một số cái đoạn mà theo họ là để phù hợp với chương trình của họ còn hai bài phỏng vấn mà tôi chia sẻ với các bạn đó là hai bài phỏng vấn từ xa và là những cái bản phỏng vấn đầy đủ nhất để các bạn có thể hình dung về cái sự kiện rằng là à, truyền thông về các sản phẩm tài chính đặc biệt những cái sản phẩm tài chính rủi ro thì nó là yếu tố gian lận và thậm chí có dấu hiệu lừa đảo tài chính là như thế nào vâng thì uh, câu hỏi đầu tiên uh, uh, mà muốn hỏi ông đặt ra là theo ý kiến của ông thì cái việc uh, thời gian qua một số nghệ sĩ người nổi tiếng uh, có tham gia quảng bá tiền ảo trên các trang mạng um, cá nhân của họ với cái số lượng người follow rất là nhiều thì nó sẽ có tác hại như thế nào và ảnh hưởng như thế nào thì theo ý kiến của tôi uh, việc uh, rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng có lượng follow lớn trên mạng xã hội uh, chia sẻ đồng loạt À, một nội dung về các cái đồng tiền à, mã hóa hay còn gọi là đồng tiền điện tử và đặc biệt là trong đó lồng hình ảnh à, của một đồng tiền bị à, vướng vào nghi án lừa đảo là FXT là một trong những hiện tượng rất là nguy hiểm à, bởi vì à, các cái đồng tiền mã hóa là một những à, một trong những cái sản phẩm công nghệ tài chính có mức rủi ro rất là cao khi đó những người đang theo dõi các cái nhân vật nổi tiếng hay các nghệ sĩ nổi tiếng họ có thể không có những cái hiểu biết nhất định về việc đầu tư vào các cái sản phẩm tài chính có mức độ rủi ro cao này mà nếu như họ làm theo những người nổi tiếng thì có thể dẫn đến là họ mất mất rất là nhiều tiền và một cái lượng người trong xã hội một lượng người lớn người trong xã hội tham gia thì có thể gây cái hệ lụy xã hội rất là lớn ông có cho rằng những người nổi tiếng này thực sự là người am hiểu và đầu tư tiền điện tử hay không dấu hiệu nào có thể cho thấy đây chỉ là nội dung được biên soạn sẵn và họ chỉ nhận tiền để đăng bài à, chúng ta có thể thấy à, hầu hết tất cả những cái à, à, bảng à, đăng chia sẻ trên mạng xã hội của các à, nghệ sĩ à, và những người nổi tiếng nhiều follower thì đều chung một cái format đều chung một cái nội dung và theo đó thì người đọc có thể nhận thấy một cách dễ dàng rằng là đây là một cái bản copy được dựng sẵn của một ai đó đứng đằng sau và đã thuê những người nổi tiếng này chia sẻ cùng một nội dung đến cho cộng đồng những người đang theo dõi của mình và theo đó thì với những cái nội dung như thế thì chúng ta có thể nhận thấy một điều rất rõ ràng đây là một hành động đang được hành động quảng bá có chủ đích về các cái đồng tiền điện tử và đặc biệt ở ở trong đó đã lồng các cái đồng tiền mà có vướng nghi án là, là lừa đảo. Vâng, ờ, ông có chia sẻ cái ý kiến của mình thì những cái hành vi này có thể được coi là hành vi gian lận tài chính. Thì ông có thể giải thích là tại sao lại có thể được coi cái hành vi này là gian lận tài chính không? Như tôi đã nói ở trên thì việc các nghệ sĩ đăng cùng một nội dung À, chắc chắn là sẽ có những cái tổ chức hay cá nhân đứng đằng sau để à, truyền tải những cái thông tin theo cái chủ đích mà họ mong muốn à, chúng ta có thể hiểu rằng là à, các cái đồng tiền mã hóa là một sản phẩm tài chính mà cái dạng sản phẩm tài chính thì bao giờ cũng có hai mặt bao gồm có mặt lợi tức và tương ứng với mặt lợi tức là mặt rủi ro và đặc biệt là đối với những à, mã đồng tiền mã hóa như là bitcoin như là một loạt các cái đồng tiền khác thì cái mức độ rủi ro của cái sản phẩm tài chính này nó còn lớn hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm tài chính thông thường à, truyền thống đã xuất hiện à, nhiều năm trên à, trên thị trường tài chính và được giám sát bởi các cơ quan quản lý nhà nước à, một cách rất là chặt chẽ thì ta có thể định nghĩa rằng là các cái hành vi gian lận trên thị trường tài chính hay, hay hay hành vi lừa đảo trên thị trường tài chính tức là cung cấp các cái thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo những người khác lôi kéo đám đông tham gia vào các cái sản phẩm tài chính đó mà không nói cho họ biết một cách rõ ràng những vấn đề liên quan đến rủi ro gắn liền với những cái sản phẩm tài chính đó mà khiến cho họ có thể mất tiền, à, đấy là những hành vi gian lận. trong khi những hành vi khác à, khiến cho những người chủ ý đăng tin những cái à, những cái sản phẩm tài chính này có thể trục lợi à, một số tiền rất lớn thì thì đó là những hành vi mang tính lừa đảo. thì à, cái sự kiện à, rất nhiều các cái nghệ sĩ đăng tin À, một chiều tôi nói đăng tin một chiều có nghĩa rằng là chỉ đăng thông tin về lợi ích về lợi tức à, có thể đạt được mà thậm chí nói quá về lợi tức có thể đạt được của những cái đồng tiền mã hóa này à, mà không nói rõ về cái việc là những cái rủi ro mà nhà đầu tư gánh chịu mà đặc biệt trong danh sách những cái, những cái đồng tiền mã hóa mà họ chia sẻ thì có một đồng tiền mà chính vtv đã đăng tải là có dấu hiệu à, lừa đảo mà hiện tại cơ quan an ninh điều tra thì đó có thể được coi là một hành vi gian lận tài chính mà trong trường hợp này nhiều khi các nghệ sĩ đã không ý thức được rằng mình thực hiện hành vi gian lận tài chính trên thị trường tài chính khi đăng tải những cái thông tin liên quan đến đồng tiền mã hóa đó theo các cái hợp đồng hay là theo những cái hành vi nhận tiền hay động nhận tiền để truyền thông câu hỏi tiếp theo với tình hình hiện nay ông có khuyến cáo gì với người dân quan tâm đến đầu tư tài chính trong đó có tiền kỹ thuật số như tôi đã nói bất kỳ sản phẩm tài chính nào thì luôn có hai mặt đó là lợi tức và rủi ro kèm theo và đặc biệt đối với đồng tiền kỹ thuật số hay là đồng tiền mã hóa các cái đồng tiền người ta gọi trong tiếng anh là Cryptocurrency thì cái mức độ rủi ro nó ở mức cảnh báo rất là cao không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới hiện tại thì có rất nhiều các cái đồng tiền được coi là coin rác tức là những cái đồng tiền mà không có yếu tố À, nền tảng hỗ trợ bao gồm cả nền tảng công nghệ ở đằng sau à, mà chỉ được tạo ra à, bởi một số các tổ chức cá nhân với mục tiêu là huy động tiền nó có yếu tố lừa đảo thì à, với tư cách là nhà đầu tư với tư cách là à, một người dân bình thường khi chúng ta quan tâm đến bất kỳ sản phẩm tài chính nào thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải nhận thức rằng là lợi tức luôn đi kèm với rủi ro những cái hứa hẹn lợi tức rất là cao thì nó đi kèm với cái rủi ro rất lớn thậm chí là những cái con số lợi tức cao đến mức vô lý thì luôn kèm các cái dấu hiệu lừa đảo ở đằng sau theo đó thì với người dân có cái sự hiểu biết rất là cơ bản về các sản phẩm tài chính thì tôi khuyên rằng là mọi người có thể tìm đến các cái cố vấn tài chính để có thể tìm hiểu một cách kỹ lưỡng nhất các cái sản phẩm tài chính được chào mời đối với mình À, thay vì là nghe những người nổi tiếng, những người mà à, có uy tín, mà họ đưa thông tin một chiều, à, chỉ đưa những cái thông tin liên quan đến lợi ích của à, sản phẩm tài chính thay vì là à, đưa thông tin à, một cách đầy đủ về sản phẩm tài chính. người ta nói rằng là à, khi nói một nửa sự thật thì nó không phải là sự thật và điều đó à, đặc biệt đúng với những cái sản phẩm mà trên thị trường tài chính và với một à, người dân bình thường thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải hiểu một cách à, toàn diện trước khi chúng ta ra các cái quyết định liên quan đến đầu tư, liên quan đến bỏ tiền vào một sản phẩm tài chính cụ thể nào đó